Cảm ơn MC. Xin chào các anh chị và các bạn. Hoa xin tự giới thiệu, Hoa đang sống tại Lạng Sơn và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc da và sức khỏe. Rất vui hôm nay được chia sẻ sản phẩm mỹ phẩm mà Hoa yêu thích và đang sử dụng. Đó là sữa rửa mặt thuần chay dạng gel của Artichi dòng Balancing, sử dụng cho mọi loại da. Với cái cấu mỏng nhẹ và khi mà mình sử dụng lên da cảm giác rất là mềm mịn và vẫn giữ được độ ẩm cho làn da của mình ngay cả mùa đông ở miền Bắc hiện nay. Và từ thuần chay nên là được sản xuất từ những dưỡng chất thực vật như là tía tô hay là nha đam thì giảm sự kích ứng nên có thể sử dụng cho là một làn da nhạy cảm nhất. Và hôm nay Hoa sẽ làm một thử nghiệm để cho các bạn thấy là cái độ an toàn của loại này nhé. Thì Hoa lấy ra đây là cái giấy quỳ. Giấy quỳ thì màu xanh thì là kiềm và màu đỏ thì là axit. Thì Hoa lấy ra một cái loại sữa rửa mặt ngoài thị trường mà được bày bán cũng như là sử dụng rất là phổ biến. Mình thấy không ạ, biển nó đã đổi sang màu xanh rất là nhanh và chứng tỏ là độ kiềm rất là cao. Độ kiềm này là có thể làm mòn da, giấy, vải giống như là cái xà phòng giặt ấy. Và bên này thì Hoa cũng đầu bên này thì Hoa lấy ra đây cái sữa rửa mặt này, sữa rửa mặt dòng Artichi, nó chỉ làm ướt thôi, nó rất là an toàn. Vâng ạ, thì cái thí nghiệm thứ hai ấy, đó là Hoa sẽ lấy ra là muối. Mọi người biết tại sao dùng muối không ạ? Muối là tượng trưng cho như là mồ hôi trên da của chúng ta, mồ hôi trên da có vị mặn đúng không ạ? Thì mồ hôi thì Hoa không lấy được mồ hôi rồi. Và về tới ra một lượng bằng lần rửa mặt. Và bên này cũng vậy. Bắt đầu mình vừa xem thì đây là cái thứ để mình thử cái độ hòa tan. Và Hoa thấy cái này nó bết lại như này cái muối ạ. Còn ở bên này thì vẫn có độ trơn cũng như là cái muối của mình nó hòa tan ra. Đây. Và dưới đây là 2 cốc nước. Mình rửa mặt đó. Rửa mặt ở bên thị trường này á, mình phải đi kín mới ra. Như hồi xưa mình học hóa nhé, thì là khi mà kiềm mà tác dụng với muối nó sẽ gây ra kết tủa. Mình thấy không? 2 cốc nước là một cái cốc đục và một cốc trong. Cốc đục này nó chính là cái sữa rửa mặt thị trường mà mọi người sử dụng rất là nhiều. Thì kết tủa này giống như là trên da của mình, nếu mà mình không được làm sạch kỹ thì sẽ gây ra các hiện tượng như là bít tắc lỗ chân lông. Bít tắc lỗ chân lông thì cũng là gây ra các mụn này hay là sạm da này. Sử dụng của Artichi nó có những cái amino acid làm cho da của mình nuôi dưỡng làn da cũng như là làn da của mình sẽ được mềm mịn hơn. Và lý do được Hoa chọn nữa là một sản phẩm thuần chay này thì đã được chứng nhận được của thuần chay thế giới và trên chai cũng có biểu tượng vegan này đấy. Và có thể truy xuất nguồn gốc của lọ sữa rửa mặt này của mình luôn. Artichi thì là một hãng rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Các bạn có thể search trên YouTube hay là các phương tiện truyền thông là Artichi tài trợ Hoa hậu Mỹ hay là liên hoan phim Busan Hàn Quốc. Và vẫn là nổi tiếng thế giới như vậy nhưng mà giá cả thì cực kỳ Việt Nam. Cực kỳ Việt Nam như thế nào ạ? Một lọ tuyết sữa rửa mặt này mình sử dụng được khoảng tầm 10 tháng. Và 10 tháng ấy, mà chia ra ấy, thì một mình rửa mặt ngày 2 lần sáng tối thì một tháng mình chưa đến 60.000. Tức là tiết kiệm rất là Việt Nam đúng không ạ? Và
Bước làm sạch chính là bước nền tảng cho một làn da đẹp, và các bạn có thể lựa chọn bộ mini giống như Hoa để có thể trải nghiệm cho mình những sản phẩm mới. Và khi các bạn thấy ưng ý rồi ấy, hãy sử dụng cái bộ lớn này với 3 sản phẩm sữa rửa mặt, cân bằng và dưỡng da với giá tiết kiệm 10% bằng cách liên hệ với những người bạn chia sẻ chương trình ngày hôm nay. Và chúc các bạn sở hữu một làn da đẹp, và xin chào và hẹn gặp lại.